hai khối của Toto, mang cái mã hiệu là CS945DNT8. Thì cái mẫu quần cầu hai khối CS945DNT8 này á, thì nó được kết hợp với cái nắp TC600VS. Thì cái nắp này là cái nắp mới ra của Toto. Thì theo tôi đánh giá thì cái mẫu này khi mà gắn vào thì trông nó rất là đẹp mắt. Và cái cầu CS945DNT8 này á, thì nó được thiết kế với cái chiều dài của cái bộ quần cầu này là 700 và chiều cao của quần cầu là 800 và cái chiều rộng của quần cầu là 380 đó. Và cái mẫu CS945DNT8 này á, thì nó được kết hợp, nó là quần cầu hai khối nên là nó sẽ có cái mã số của cái thân cầu là C945N đây, và cái thùng nước là S945DN và kết hợp với cái nắp T8 mã là TC600VS. Và thiết kế của cái bồn cầu này á, thì phía bên trong của cái lòng bàn cầu á, thì nó được trang bị một cái lớp men silicon tích, lập một lớp men chống bám bẩn trong lòng bàn cầu. Và cái công nghệ xả của cái bồn cầu này là công nghệ xả thẳng, và nó có chế độ xả của nó là chế độ xả nhấn với hai chế độ. Thì cái chế độ nút nhấn nhỏ này á, là khi các bạn nhấn xả thì nó sẽ là xả 3 lít nước, còn xả dầu xả đại này á, là xả là 4.8 lít nước. Tôi sẽ mở bên trong để cho các bạn xem bên trong của cái bồn cầu 945 này, thì nó được thiết kế với hai nút nhấn ở đây đó. Và trong phía bên trong á, thì nó có hai cái ốc, một bộ ốc để cố định đây các bạn, để cố định cái thân cầu với cái thùng nước, cái nước với cái thùng nước. Và cái sản phẩm này thì nó được sản xuất là tại Việt Nam các bạn, nó có đóng dấu Made in Việt Nam ở đây đó. Và cái bộ bồn cầu này á, thì nó cũng được nhận một cái giải thưởng vào năm 2016, giải Good Design các bạn. Thì các bạn thể khi bạn nhận hàng có thể sẽ không thấy cái logo này, nhưng mà tại vì cái logo này là bên hãng họ đánh dấu vào để cho quý khách có thể xem mẫu ở showroom chúng tôi. Và hiện tại thì cái mẫu bồn cầu mà CS945DNT8 này á, thì đang được bán tại đại lý Tuấn Đức chúng tôi. Nếu mà quý khách có nhu cầu muốn liên hệ đặt hàng á, thì có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới, hoặc là truy cập vào website tdm.vn để đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giao hàng cho các bạn ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.